Okay, hello, today we want to talk about the kind of adverb. Okay, kind of adverb. Okay, prophet con kaya sap. Okay, prophet con kaya sap. Okay, chúng ta ở kê sắp nông vị sáng lê trọc bán kê bài trái chiều bộ mạng bộ phít hơi miền vầy khá lạc kê kê chúng tìm mùi xua ra how many kind of an adverb ta con kê sắp miền bộ mạng bộ phít ná kê chúng tìm mùi dương kê dây thà kê adverb are divided into different classes ta con kê sắp trọc bán kê bài trái chiều phết same saying clear na phết same saying clear according to their meanings ta dùng tới tam atnay របស់ vi na dùng tới tam atnay របស់ vi ke chăng ti 1 គឺ មាន adverb of time adverb of times adverb of frequency adverb of place ke adverb of manner adverb of degree how interrogative adverb ហើយនឹងមួយទៀតគឺ conjunctive adverb ណាអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងលើកឡើងយើងពី adverb ទាំង 7 នេះណាទាំង 7 នេះយើងមកនិយាយណាអូខេអញ្ចឹងមួយយើងយកពី adverb of time ណាអូខេ adverb of time អញ្ចឹង adverb of time answer the question 1 ណាអូខេអញ្ចឹង adverb of time យកគុណគេសាប់ដែរបញ្ជាក់អំពីពេល We chlai nơi sầm nô vèn á, rồi nô vèn tàu pê nà, chẳng vì prapi pê vỉ lìa. Con kè sắp chạy pi pê vỉ lìa, cứ vì bằng hành pi pê hỏi vì ai chlai nơi sầm nô vèn á. Kè lấy một ưu thó đi chìa pi today, ngày ní, tonight, dùm ní, tomorrow, ngày sáng, kè dây thật đế, sân mạnh, this morning, bật mạnh ní, I mean it could be early, early. People early. Chap chap gender daily. But jump tonight. Last month, kai cry next year, chinam cry. I mean a bit more than already. Since, now, and soon. Kênh chẳng tựa ơn thì sao ta chỉ adverb of time thôi nơi sao mùi dần nguồn tiền nơi sao tiền mình toàn ở thế kênh chẳng nhưng mà tôi ủ thô thì chỉ I went to Singapore last year kênh hông bàn tớ liên nơi sinh hạ bộ rấy cao phì chân nằm môn chẳng last year ní bà chạy phí vì vì vậy nhưng hai việc ta chỉ adverb of time cái adverb of time chúng ta dùng từ Singapore từ nước Việt Nam đó, cứ là gì đó, cao phi chăn mồn. Cái nào mà thu, he come here daily, come here daily. Còn mơ về tin đi chơi riêng rồi thằng ngày, chẳng ở daily nó cứ chỉ adverb of time đó, bằng hành vi về liền, ok. Cái number three, he called me this morning, Casey called me this morning. Nên ban tôi sắp một nhóm cà phê bật mình đi chứ this morning lại những cái chị adverb of time nó chạy phê về liền nên tôi sắp một nhóm tôi sắp phê ná cứ this morning cà phê bật mình cái number 4 they will arrive soon okay they will arrive soon một cái nâng một đoạn là phê chạp chạp chứ soon là những cái chị adverb of time ta bố kia nâng mở đó là pin á, cứ nâng mở đó cái chạp ok, mùi tiết dừng dừng bị adverb of frequency nha. Adverb of frequency còn kia giả sắp bà chạy nụ phiếp ở nhược nhồi nha bà chạy nụ phiếp nhược nhồi rồi cô chùm luôn đồn ok chứ adverb of frequency answer the question how often chứ adverb of frequency nếu bị chlói nơi xâm nụ how often xâm nụ là xua rồi có phiếp nhật nhồi how often ta thay phô màn đồn chân từ how often ok hơi adverb of frequency dưỡng mình đi chỉ always ok always often sometime never usually
rarely, once, twice, one twice. Okay, do you always, often, sometime, never, usually, and rarely? You have to have it indefinite adverb of frequency. We have to check here, you know, but I we mean to my law. That did you want to find it? Which by law, it's a long pido, it's a good which by law, time wrong. Okay, so told you, you often make mistake. You often make mistake. Nè anh tăng tài thua ở miền cùng hồ. Chẳng often lại những cái gì adverb of frequency nó mình chạy nó phiếp nhật nhời. Cái năm cái bí she has told me twice. Cái she has told me twice. Nhiêng ba nó bạp của nhóm bì đòn hồi. Bì đòn twice. Cái she they seldom play football. Okay, they seldom play football. Pukki kumro lin bal toat. Puk seldom. Chi adverb of frequency day. Pukki kumro lin bal toat. Okay, and this sometime I drink coffee. Madong maka te rai kinyom pak coffee. Sometime lai yin ku chi adverb of okay, frequency. Okay. Cái mục tiêu dành cho adverb of place nè, adverb of place còn cái sắp chạy vì tì cái lại chứng dạy ta adverb of place answer the question where còn cái sắp chạy vì tì cái lại chứ lại nơi xùm nô where nè, lại nơi xùm nô where cái lời dân mơ đi chìa here, tìn đi there, tìn đô, everywhere cổng tì cái lại, upstairs chọn lửa downstairs chọn ground at the okay, at school in hospital on the table so tại chỉ adverb of place nè việc hành vi đi cái lại hay nơi miền chỉ tràn tiền nè nơi miền chỉ tràn tiền cái mực thô a they sleep here của cái kinh nơi tin đi nè kinh nơi tin đi cái her father is in hospital ពុកវ៉ានៀងគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ okay, my bag is on the table តារបស់ខ្ញុំនៅលើតុ okay, you can go everywhere ណែអាច ទៅបានគ្រប់ទីកន្លែង អញ្ចឹង ពាក្យ here in hospital on the table everywhere សត្វតែជា adverb of place ណា បង ពីទីកន្លែង okay okay chẳng mục tiêu dành cho MP adverb of manner nè adverb of manner ghi bằng hai MP lẽ cả nạ rực biến manner okay chẳng adverb of manners answer the question how or what manner chẳng adverb of manner nè choice nơi xâm đồ how or what manner nè tôi là tay dùng mấy rì cô miền rực biến dành đuôi mặt đạch okay cái chương adverb of manner mình được chụp biệt clearly, bravely, slowly, hard, happily, loudly, carefully, easily, and kindly. Nơi mình ở chỉ tràn tiền á, mình chỉ tràn tiền. Cái mưu đó, cái ấy, he bravely catch the crocodile គាត់ ចាប់ កពើ ដោយ ភាព ក្លាហាន ណា bravely ណា ដោយ ភាព ក្លាហាន អញ្ចឹង គាត់ ចាប់ យ៉ាង ណេះ មិនដេច ណា គឺ ដោយ ក្លាហាន ណា ជាក់ ពី លក្ខណៈ ដែល គាត់ សម្ដែង គាត់ ធ្វើ ហ្នឹង គឺ ដោយ ភាព ក្លាហាន គេ okay, be the train comes slowly រថភ្លើង នោះ មក យ៉ាង យឺតៗ ណា thường nào một dạng YouTube can see we must study hard của dương trở tay khát khao bằng prang riêng sâu chẳng hạn lại này cái gì adverb of manner riêng mấy cứ khát khao bằng prang riêng khát khao cái đi để do the exam carefully
Okay, they do the exam carefully. Puke to the kaka belong doi prong bayat. Then carefully lining kubija. Check up the adverb of manner, na, adverb of manner. Then to lum hat to yam to doi prong bayat carefully. Okay, we did in jump the adverb of degree, adverb degree. Okay, so we jump the comrade degree. Okay, degree. Okay, adverb of degree answer the question to what extent. Okay, to what extent. Okay, we did in jump the adverb, adverb of degree, adverb of degree. Chẳng là adverb of degree answer the question to what extent. Chẳng adverb of degree lao nơi dùm nua to what extent ta vi xa lập hiệp bọn nà ta vi xa lập hiệp bọn nà thế đi chi adverb of degree dưỡng mình chi bị a bit enough fairly fairly. Chẳng ở bit ni ai phải tích tu enough group cron fairly cua xong nó cua xong almost từ tái nearly nearly và hai nearly quite round round to bit a little mình tính cái mình tính tu hay nơi miền mùi chuẩn đồn điên á mùi chuẩn đồn điên đây thôi chỉ see quite understand the lesson see quite understand the lesson. Nên vô nơi mê riêng bàn tràn chứng bàn tràn nó bị chạm bị đùm hôn mẹ nó bị xa lập hiệp nhưng dựng ở chung mô thay vị trí adverb of degree. Ok mình tiết bí he is clever enough to be a teacher cót cứ vây chá là xong là mồm cục con là mồm nâng thơ chi cùng bằng riêng chứng enough là này cứ anh at the naked group grown mom, no mind big degree, comrade naked pure wage lot of cordana. Can you change your move with the adverb of degree? Okay, adverb of degree. Can we just see? They hardly read the newspaper. Pookie, comro, hardly lending a pair comro. Pookie, comro, and comro, and cassette. Candy Candy she is a bit taller than her brother. Yes, she is a bit taller than her brother. Niang khpu chieng paon pro robos niang bantach na bantach bantuoch na a bit lai nang. Okay taik bantuoch. Okay, you ate too much. You ate too much. Này anh nhâm tràn tiền thu lại nó cứ chỉ adverb of degree chỉ này much, nó much. Nhâm nó nhâm tràn thì mấy cứ tràn tiền. Okay. Cái mục tiêu chính trong pi interrogative adverb, interrogative adverb. Chương đại interrogative adverb. Interrogative adverb are words that is used to make question. The interrogative adverb which is used to make question. The interrogative adverb which is used to make question. The interrogative adverb which is used to make why, when, where, and how. The interrogative adverb which is used to make question. Interrogative adverb. Interrogative adverb. Okay, why do you cry? Why do you cry? How do you cry? Okay, B. When was it built? Ta vi trở bàn kì cô sang nơi bì nà. Trở bàn cô sang nơi bì nà. C. Where do you work? Okay, where do you work? Ta nè anh thua ca nơi nà. Ta nè thua ca nơi nà. D. How do you go to school? Okay, how do you go to school? Ta nè anh tơ sà là đòi rụp biếp nà. Chẳng how, where, when and why. Dương ao chung bút hà vị trí intro thì adverb nà. Đây. Chỉ bị đại dương pra nằm bây một cái ví dụ xuân đùa. Ok, cái mũi tiêu tiên dương bị conjunctive adverb. Conjunctive adverb
Chân conjunctive adverb are word used to connect two clauses. Conjunctive adverb គឺ ជា ពាក្យ ដែល យើង ប្រើ ដើម្បី ភ្ជាប់ ប្រយោគ 2 ណា ភ្ជាប់ ប្រយោគ 2 Okay, ដូច ជា ពាក្យ hand Okay, hand ឡើង នេះ យើង ប្រើ ថា អញ្ចឹង ហើយ ហេតុ នេះ នេះ ហើយ ណា hand Okay, likewise ដូច គ្នា នេះ ដែរ ដូច គ្នា នេះ ដែរ Okay, nonetheless Okay, nonetheless ហេតុ ដូច នេះ ហើយ Okay, for example ជា ឧទាហរណ៍ besides ក្រៅ ពី នេះ however ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ otherwise បើ មក ដូច នោះ ទេ in addition បន្ថែម ពី លើ នេះ ទៀត moreover គេ លើស ពី នេះ ទៅ ទៀត on the other hand គេ on the other hand ម្យ៉ាង វិញ ទៀត therefore ដូច នេះ ហើយ ដូច នេះ អញ្ចឹង ណា okay គេ អញ្ចឹង មក ឧទាហរណ៍ he went to the market. He went to the market. Got ban tờ xa. However, he didn't buy anything. Got ban tờ xa. Tu chi gì na gọi đó. Got mặt ban tình vậy nụ tề. Okay, B. You should not drink and drive. You should not drink and drive. Này ai mình cua phật xa hỏi. Bạc bồ nụ tề. Otherwise, you may have an accident. Bà mà đôi chân nói tiếng này, và hai chi nâng ai, hai chi nâng miền cổ thân nặng. Bà mà đôi chân nói tiếng này, và hai chi nâng miền cổ thân nặng. And see, she didn't come to school yesterday. Thế nếu mà bà mô cơ sở là riêng tế cao phí sơ mình. Moreover, though she did not ask for permission. Lưu vì nít tiết nếng mình bán xong ca nụ nhạc nụ lời. Xong ca nụ nhạc nụ lời. Chính là however, otherwise, and moreover. Vì chỉ cần trang trí ở vượt để bán lấy chuông thì được cho video nữa. Okay, thank you very much for you watching our videos. Okay, see you next lesson. Okay, goodbye.